Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Đây, Mạnh với Hằng đang nhặt rau để tối nấu đẩu nhé các bạn nhé. Ngân có cũng biết làm à? Thế á? Nhiệp thì không biết làm đâu nhỉ? Đây này, hoa bà nhà mình trồng đấy các bạn. Đẹp thế nhỉ. Hay đang rửa rau này các bạn. Đây, Ngan nhà mình nuôi nhá các bạn nhé. Toàn cho ăn rau cỏ với cây chuối thôi. Một ít bột ngô và thóc thôi. Mạnh với Hằng chuẩn bị xuống vắt Ngan nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, chân nó, cầm chân nó. Đấy. Đấy. Đấy, gọi chị Khay xuống giúp đi. Đấy. Nó đang xem mẫu đi. Đây. Nó con béo chuỗi cho nên nó lên lông. Cầm cẩn thận nhé, nó cào cho đấy. Đấy, chị Khay đang chuẩn bị hám tiết canh nhé các bạn nhé. Đấy, thìa long nước để cho vào. Cho vào thế này mấy thìa đây? Để, chỉ bảo 9 thìa các bạn ạ. Hôm nay chị Khay trổ tài đánh tiết canh Ngan nhé các bạn nhé. Đâu cái này lòng nó chứ. Cho lòng thôi, mình tưởng cho mì. Gia vị cho vào món tiết canh này các bạn. Rau răm này, rau húng này, rau mùi, tỏi và ớt các bạn nhé. Này, cho nhân với gia vị vào nhé các bạn nhé. Xong bây giờ chỉ việc khuấy đảo đều lên thôi. Cho ế giảm kim thôi. Đầy quá nhờ, hơi đầy. Phần to lên nhiều tiết. Đây, chị Khay đang thái mì nó để cho vào bát canh. Đây, đồng cứng phết đấy các bạn. Như tiết trâu luôn. Tiết trâu với tiết lợn luôn các bạn ạ. Đấy, hai nồi đậu của mình đã sẵn sàng nhé các bạn nhé. Hôm nay mời anh em đến chỉ toàn ăn rau thôi, lừa nhau ăn rau nhúng thôi các bạn. Thì chả có gì đâu. Mấy cái chậu rau to như thế này. Xôi rồi.
Cái gì đây? Trứng. Ừ đấy, chặt vào. Mít ít. Chặt trứng vào cho nó ngọt các bạn ạ. Ông Mạnh lấy rồi, không có gì. Đây hai ông anh trai họ của mình nhé các bạn nhé. Toàn đẹp trai, vâng. Toàn xinh trai nhất. Anh Toàn là xinh trai. Nồi đầu đã sẵn sàng các bạn ơi. Đâu vào thôi, vào thôi. Vào luôn đi. Đâu nào anh em, vào luôn đi nào. Vào nào, Diệu ơi. Tiếng đấy. Thử cái mình nữa, hiện qua thử đi qua. Thì biết đâu, bắt đầu tôi đi là lấy, thì biết thế này. Tôi chào cười ấy là thời có đủ thế này. Nhanh lên. Ba gửi xuống đi, lại là chúng ta hai mẹ chúng ta xử cái nào kèm quá hoạt trên đi. Ôi bớ thế. Sấy cà phê. Cho sao đã phát. Cho giật đi. Kim những ăn sao? Cá về thì phải không đi lé chứ, nó chén nào nó bị quá. Chào chào anh đông sửa hai tết mấy năm đi này. Chào anh đông sửa len mấy em à, chào nè sưng. Chào anh cái đó. Vợ u kia nó trẻ sưng đeo vậy đó. Mời thôi nhá. Mời đây. Chúc sức khỏe anh em nhá. Cổ bố hù ra một trai chân cổ chân giỏ hai chào lên này. Thế hả, xả đến nó, tí nó. Có nơi đầu. Khai mà ca mà ăn chứ chín phát tai nó. Tí nà hán cà phê này ế đấy nó. Đâu nội Duy Điệp cái hôm cơm à? Cơm cho nó nhanh lên. Duy Điệp, nghẻ nhanh lên. Đâu mời nhá. Rồi chén nữa nào. Rồi hay nọ. Chán thường thì thải sáu ý này, thì khẩu quán thì ông quay hỏi sáu ý ní. Chờ kỳ ra đi, kêu xếp sáu ý bỏ quá đi này. Mà tô. Ô tô. Đây ngân ngai là gì mình nhỉ? Xem cái kia tí về đây luôn. Ăn cơm đói đấy. Ăn cơm chắc không cho chơi đâu đấy. Không chơi đâu, phải ăn cơm trước. Cho chơi đây. Ai qua ăn cơm trước? Chạy vào mâm trước. Đấy, bà nói cho anh đi. Nào, ai qua ăn trước trước? Đâu mời nào, hai chén nào. Mời nhá. Rồi, rồi tất cả anh em nhá. Hào hàn này yêu đấy. Ừ, cả hào hàn trên sân đó. Đó, hào hàn đó. Đó, ta bắt đầu với những người tên hào hàn đấy đó. Em nói hẹn gặp tí mà chán ý nào, con phải các mình như ấy hàng hẹn sao được hả? Bắn cả máy vậy đấy. Ôi, ôi, ăn đâu vậy? Nhớ bắt chi sổ. Đâu Diêu thử xem món tiết canh của chị Khai tổ tài xem nào, đánh xem nào. Đông tê, thôi rồi. Úp xuống không rơi rồi này. Tại vì mi mà lại rồi. Thôi. Tất cái đấy thổi khỏi rồi, phải cắt cái đấy, tấu khải sao mà kịp thôi. Nó kịp tay bàn á. Muốn lóng cái đấy. Muốn lóng này. Chú ý thế này. Không có một lý nữa. Cáo đó đâu. Tất cái đấy thổi của nó là gì? Tấu khải. Mát đi nó đỏ. Bà vẫn lóng cái đấy, còn hơi cá thôi. Đâu. Anh Dũng thử xem nào. Rồi, rồi.
anh thử nhá, xem tài năng của chú Khay đánh tiết hôm nay thế nào. Nhanh lên chị. Nhất tài năng của Tính Khay. Điều này có con ngan con bịt lần sau bảo Tính Khay xin biến cho. Đây nhá các bạn nhá. 50.000 nhá. Đó là đặc sản Tây Bắc ấy. Tiết canh ngan ấy. Không có một ngày này là Thái nhá. Tiết đỏ chót nha các bạn nha. Đây anh Tiên nhá, cùng anh trai họ của mình luôn nhá các bạn nhá. Mời đây, mời đây. Đây mấy chị em nhà mình nhé các bạn nhé. Rồi, mình xin tắt máy ăn cơm nữa các bạn nhé. Chào các bạn nhé, mình xin kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và ấn đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh các bạn nhé. Chào các bạn.